Sáng nay ngày 2 tháng 10, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai hỏa hoạn. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề, tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 đến năm 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thời gian qua, trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương, rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho định hướng hoàn thiện thêm một bước, dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần này. Đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với Tổ quốc, đối với Đảng và nhân dân và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Thưa các đồng chí, Hội nghị Trung ương lần này của chúng ta xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Xin đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, các đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 làm việc đến ngày 8 tháng 10.